Vài ông nồi đấy, ông ấy vô hồ cho con. Cái vợ đấy cho rồi đây, khi bà nồi đang rộng đấy này. Ba mới lấy vợ được rồi con. Nhưng mà con cái con sống chung với gia đình không được. Bản thân của con là ngựa bất ham. Tự một mình, thích một mình, tính làm một mình, sống một mình và cái gì cũng một mình thì thôi giờ một mình. Alo, ông ba Khoa đi đám cưới tôi không con? Con mẹ nghe nói Khoa uống rượu dữ lắm nè. Có cái nào bự sao đùng? Bây giờ Khoa phải vô là mình mới vô rồi mới đi chùa được. Mấy cái bên ngoài mình có bày mấy cái bên bây giờ chị nói đúng không? Alo, con thấy hồi nãy đi qua xa lý gì đó. Nói lo cho bà nội nha. Công ty về con người Hana lại. Ngoài đầu nó đâu có báo giao thư ông ba đâu. Lại người nước ngoài nó mất nói giọng nó.